Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa của Kha TV. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, lâu nay chúng ta thấy cụm từ thế lực thù địch luôn luôn xuất hiện trong các lời phát biểu của các quan chức lãnh đạo Việt Nam, và đặc biệt nó xuất hiện trên truyền thông nhà nước, đó là các tờ báo Nhân dân hay Quân đội Nhân dân. Cụm từ thế lực thù địch thường được chế độ Hà Nội dùng để chỉ những cái tổ chức xã hội dân sự hay những cái cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài có các cái hoạt động phản bác hay phản biện về cái việc chống độc tài đảng trị của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Vì thế, trong chương trình bình luận thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ phân tích và lý giải sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam do việc chống phá bởi thế lực thù địch sẽ diễn ra như thế nào và thực chất là điều gì. Thưa quý vị, một cái kết luận của giới phân tích trong và ngoài nước cho rằng cái cụm từ thế lực thù địch nó vẫn luôn luôn ám ảnh cái giới chóp bù lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, và cái nhóm từ phản động thì được Cộng sản Việt Nam họ dùng để chỉ các người dân trong nước hay những người có xu thế vận động dân chủ hóa đất nước, chống tham nhũng cửa quyền cũng như đòi trả lại cho công dân các quyền tự do căn bản của con người mà đã được hiến định trong văn bản hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hay nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kể từ năm 1946 đến nay. Như quý vị đã biết thì Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng như nhiều quan chức Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là ông Tổng Bí thư luôn luôn nhắc nhở các cái thuộc cấp của ông, đó là các thế lực thù địch sẽ còn đẩy mạnh các hoạt động chống phá chế độ. Khi đến phát biểu tại hội nghị quân chính toàn quân tại Hà Nội, theo ông Trọng cho rằng các thế lực thù địch sẽ còn đẩy mạnh các hoạt động diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, tăng cường chống phá đảng, nhà nước, quân đội. Trong một cái bài phát biểu dài mà chúng tôi đã đếm chi tiết đến 4.419 từ, thiếu Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước ông Nguyễn Phú Trọng đã 3 lần nhắc đến các thế lực thù địch và cụm từ phản động với các hoạt động bị chế độ gọi là diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa với mục tiêu lật đổ chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam. Ngoài ra, ông Nguyễn Phú Trọng còn thúc giục rằng phối hợp chặt chẽ giữa quân đội và công an và các lực lượng chức năng khác để chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch bằng cách thường xuyên nắm chắc tình hình nhạy bén trong công tác nghiên cứu cũng như kịp thời đề xuất các chủ trương đối sách đúng đắn, xử lý hiệu quả các tình huống không thể bị động bất ngờ. Đó, thưa quý vị, tức là luôn luôn ra rả nói ở đâu cũng mang ra một cái bóng mà người ta gọi là thế lực thù địch. Mà chúng tôi đã nói với quý vị nhiều lần, chẳng có cái thế lực nào có thể lật nổi Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Một cái đảng độc quyền chính trị ở Việt Nam mà chỉ có bản thân họ, trong cái cụm từ người ta cho rằng diễn biến chuyển hóa thì thực chất đó là xa hóa về mặt tư tưởng, đạo đức cũng như lối sống. Và đặc biệt là cái vấn đề họ xa rời nhân dân, họ không đại diện cũng như biểu trưng cho một nhà nước của dân, do dân và vì dân như những người cộng sản họ đã từng tuyên bố với quốc dân đồng bào từ trước đến nay. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 12 thì ông Nguyễn Phú Trọng có đến dự hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020 cũng như bàn phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ Công an Trung ương với những cái nội dung chính: định hướng lớn để xây dựng một cái lực lượng công an nhân dân mà theo họ là chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Và như quý vị đã biết, theo Thông tấn xã Việt Nam, đã thuật lời của ông Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở, nhắc đi nhắc lại đối với lực lượng công an phải nhớ cái khẩu hiệu con đảng và con mình. Đồng thời theo Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng lực lượng công an phải tuyệt đối không để bị động bất ngờ, cũng như phải kiên quyết đấu tranh mạnh mẽ để phản bác các cái quan điểm cũng như các cái tư tưởng sai trái. Thưa quý vị, trong khi đó, trước đó một ngày,
tức là ngày 30 tháng 11, thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo các cái tướng lĩnh quân đội Cộng sản Việt Nam. Theo ông Trọng, quân đội phải đi đầu trong đấu tranh phản bác các cái quan điểm sai trái, thù địch, phản động, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chưa hết, thưa quý vị, vào ngày 18 tháng 11 hẳn quý vị còn nhớ, khi ông Trọng đến chủ tọa một cái buổi lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng đầy đi đầy lại. Đồng thời ông Trọng cũng cảnh cáo các cái thuộc cấp của ông là các thế lực hòa bình tiếp tục tăng cường chống phá Đảng, nhà nước, đất nước ta. Và theo ông Trọng, đó là những thách thức rất lớn đối với Việt Nam trong thời gian tới. Đó. Thưa quý vị, sở dĩ chúng tôi cứ liệt kê hàng loạt cái vấn đề kể từ ngày 18 tháng 1 đến nay, có nghĩa là chỉ vỏn vẹn trong cái thời gian khoảng 3 tuần, thì ông Trọng liên tục tham dự các cái hội nghị, phát biểu những cái mối đe dọa mà theo chúng tôi là ông Trọng muốn cảnh báo đối với các cái đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là cái lực lượng ủy viên Trung ương Đảng. Mà theo chúng tôi, thưa quý vị, đó là ông Trọng muốn nhấn mạnh cái yếu tố thế lực thù địch luôn luôn đe dọa cái sự ổn định của xã hội Việt Nam thì ít, nhưng ông nêu ra cái vấn đề là cái mối đe dọa thường trực đối với Đảng Cộng sản Việt Nam thì nhiều, với một cái hàm ý duy nhất theo chúng tôi, đó là ông Nguyễn Phú Trọng muốn khẳng định cái vai trò của cá nhân ông ta và Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu thiếu ông Nguyễn Phú Trọng thì có lẽ Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ phá sản hoặc sẽ sụp đổ. Đó là lý do mà ông Nguyễn Phú Trọng cộng thêm những cái nhiều cái loạt các cái hoạt động khác mà người ta cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng đang cố gắng bơi ngược dòng để ở lại Đại hội khóa 13 giữ chức vụ Tổng Bí thư ít nhất là thêm 2 năm nữa, để rồi sau đó trao lại quyền kế nhiệm lãnh đạo cho những người thân cận của ông ta. Vì như quý vị đã biết, cái phương án kế hoạch nhân sự của ông Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội 13 đã hoàn toàn phá sản, và với một cái thời gian vỏn vẹn chỉ còn khoảng 1 tháng nữa mà vấn đề cái kế hoạch nhân sự vẫn chưa được Ban chấp hành Trung ương thông qua. Thế thì kể cả trong cái cuộc họp của Bộ Chính trị vào ngày 8 tháng 12 ban về công tác nhân sự, thì Bộ Chính trị đa số đã phản bác những cái kế hoạch nhân sự cấp cao của ông Trọng, đặc biệt là cái vấn đề tứ trụ. Thì cái vấn đề ai ở ai đi trong số 8 ủy viên Bộ Chính trị đã quá tuổi 65 vẫn chưa ngã ngũ, và xu thế có hai xu thế, đó là một, nghỉ là cùng nghỉ hết, thực hiện đúng điều lệ Đảng, không có trường hợp đặc biệt, không cần quan tâm đến cái vấn đề có cái lực lượng kế nhiệm hay có sự chuyển tiếp như ý kiến của Nguyễn Phú Trọng, vì đa số ủy viên Bộ Chính trị cho rằng lực lượng trẻ hiện nay trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều người có khả năng vượt trội hơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hiện tại. Song ông Nguyễn Phú Trọng thì vẫn luôn luôn đưa ra các ý kiến cho rằng cần phải có sự thừa kế cái vị trí lãnh đạo cấp cao, đặc biệt là cái ghế Tổng Bí thư. Và một điều thưa quý vị, cái gọi là thế lực thù địch của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là những cái người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài, khi họ gửi tiền về nuôi chế độ, nuôi thân nhân của họ ở trong nước, thì Đảng Cộng sản Việt Nam hết lời ca ngợi là khúc ruột ngàn dặm. Nhưng khi những ai đó đả kích hay lên án các cái sai trái của chế độ, thì lập tức nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đổi giọng chửi thề, họ chửi những người đó là thế lực thù địch. Và một điều quý vị cũng đã biết, nguồn máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam từ Trung ương tới các tỉnh thì cả nước thường xuyên có những cái bài viết kiểu lật tẩy những chiêu trò chống phá Đảng của các thế lực thù địch, hoặc ngăn chặn thủ đoạn chống phá nhà nước của các thế lực thù địch phản động. Thưa quý vị, cũng nhân nói về cái sự chống phá thì một số ý kiến cho rằng tại sao KTV dành phần lớn thời gian để bình luận về cái vấn đề nhân sự cũng như đấu đá của Đại hội 13 nhiều hơn các thông tin khác, và đề nghị KTV cũng nên làm các cái chủ đề tương tự để cho những người khác cùng có cơ hội để theo dõi.
Thưa quý vị, nhân nói về cái việc này thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị đó là cái chương trình liên quan đến cái vấn đề nhân sự hay đấu đá của Đại hội 13 được hấp dẫn đa số đông đảo các cái khán giả của KTV. Mà một cái điều nguyên nhân không có gì khác đó là Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn coi người dân là trung tâm của vấn đề quyền lực, nhưng thực chất trên thực tế điều đó thì hoàn toàn không có, vì tổ chức đại hội đảng của họ luôn luôn được cho là liên quan tới cái vấn đề phát triển đất nước cũng như cuộc sống của người dân. Nhưng như quý vị đã thấy, hầu hết những tiếng nói của các cá nhân cũng như các cái tổ chức không phi công sản thì luôn luôn bị vứt bỏ, và thậm chí người ta còn cho rằng đó là những cái hành động phản bác của các thế lực thù địch. Vì thế thưa quý vị, trong cái điều kiện ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn nhắc nhở các cái lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về một cái hình bóng thế lực thù địch như một sự nguy hiểm dẫn đến sự sụp đổ chế độ, cho dù những cái lực lượng đó họ tiến hành phản biện xã hội một cách ôn hòa, họ không sử dụng bạo lực vũ trang vân vân, không hề có những cái mong muốn lật lật để của đổ chế độ như KTV là một ví dụ điển hình. Mà chúng tôi thưa với quý vị, KTV luôn luôn nhận cái vai trò là một cái tổ chức truyền thông phản biện mọi cái lĩnh vực hoạt động của xã hội, kể cả chính trị, kinh tế, văn hóa trong và ngoài nước. Ngoài cái nhiệm vụ chúng tôi cập nhật các tin tức đưa đến với quý vị, thì dưới góc nhìn của chúng tôi xin phân tích những cái ý kiến của cá nhân chúng tôi góp phần để xây dựng một cái xã hội Việt Nam tốt đẹp hơn mà thôi. Thưa quý vị, nói đến thế lực thù địch là gì và thế lực thù địch ở đâu, thì nhà báo Nguyễn Thông có cho là như thế này. Nhà báo Nguyễn Thông cho rằng hôm trước tôi xem một cái video thấy cảnh một cái đoàn xe chở và hộ tống Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi ngang qua Hà Nam Phủ Lý. Mà theo mô tả của nhà báo Nguyễn Thông cho rằng đoàn xe chi mà nó dài dằng dặc, rầm rập, hùng dữ, tiền hô hậu ủng, coi xe công an thì rú kinh người. Xe là vụt vút không xác gì một cái lũ bỏ chạy, chạy trốn hoặc đi đánh giặc. Và nhà báo Nguyễn Thông cho rằng người ta bảo với các quan lớn thì phải đi thực hiện dịch vụ bảo vệ như thế để đảm bảo an ninh an toàn trước các cái thế lực thù địch hay sao? Về với dân, tinh nhữ trị dậu, anh pha cái tí cái tiểu thằng dần. Nhưng các quan chức của nhà nước thì luôn luôn lo sợ họ là những thế lực thù địch hoặc bị thế lực thù địch lợi dụng, nên họ cứ phải ngồi tịt trong cái hòm kín phóng đi vun vút. Còn các cái ông khác ở xứ ta xài cái xe chống đạn giá vài chục tỷ thì còn kinh hoàng hơn. Đồng thời nhà báo Nguyễn Thông cho rằng cái kiểu mà gọi là dọa dân như thế, nếu áp dụng với các quốc khách đến Việt Nam thì nó cũng hợp lẽ, bởi vì nếu nó có xảy ra chuyện gì đó không hay thì nó sẽ gây khó khăn trong cái quan hệ quốc tế của Việt Nam đối với các nước. Đằng này các ông chủ nhà mình họ đến với các địa phương, với dân của mình, trên đất mình, với dân mình, mà họ cứ coi nhân dân như là kẻ thù, và luôn luôn họ nhắc nhở phải đề cao tinh thần cảnh giác. Thưa quý vị, nhà báo Nguyễn Thông cho rằng ai bảo đã ở cương vị như thế thì phải được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, thì tôi xin hỏi tại sao, và các ông trả lời như thế nào về việc Tổng thống Uruguay, ông Joseph Pepe Mujica, một người đã đưa đất nước Uruguay phát triển thêm 20% trong hai nhiệm kỳ của ông ta. Nhưng ông Joseph, khi ông là Tổng thống ở Uruguay thì hàng ngày ông tự lái xe và ông ở tự trong một cái căn nhà cấp 4, và cả nhà lẫn xe đều không lính bảo vệ. Tự dình rồi hết ngày làm việc thì ông tự lái xe về nhà. Ngày nghỉ thì hai vợ chồng của ông lao động làm vườn nấu ăn, không có lấy một người phục vụ. Và bản thân ông Fidel Castro ở Cuba trước đây cũng đã từng khen ngợi ông Joseph, cho rằng ông là một vị tổng thống bình dân và được dân chúng yêu mến nhất thế giới. Tóm lại, nhà báo Nguyễn Thông cho rằng tạo ra một cái thế lực thù địch có nguy hiểm hay không nguy hiểm là do họ, chính họ đẻ ra,
và khi không chính danh làm những điều xấu thì họ luôn luôn thần hồn nát thần tính, và từ đó họ nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, miệng thì cười nói nhưng trong lòng họ thì hết sức run sợ. Và đã không được lòng dân, không có dân che chở yêu thương nữa, thì dù có cả một sư đoàn mãnh hổ bảo vệ họ, ngồi trong những xe tăng, xe bọc thép dày cả mét, thì họ cũng chỉ là những người đã chết, thì cần gì phải sợ ai dọa giết. Thưa quý vị, trở về cái vấn đề cận cảnh nguyên nhân sự sụp đổ của Cộng sản Việt Nam của ông Lâm Văn Cường, một người phân tích và chuyên gia chính trị về vấn đề Việt Nam, trong cái bài viết cận cảnh nguyên nhân Việt Nam tan rã, thì ông Lâm Văn Cường có những phân tích lý giải về sự sụp đổ của Cộng sản Việt Nam, và chúng tôi cũng giới thiệu để quý vị biết cũng như suy nghĩ. Theo ông Lâm Văn Cường cho rằng sự sụp đổ của Cộng sản Việt Nam sẽ là một sự kiện đặc biệt quan trọng của khu vực Đông Nam Á, và chắc chắn người ta, những người cộng sản sẽ cho rằng đó là một tổn thất hết sức to lớn của những người cộng sản ở khu vực trong quá trình thực hiện hóa học thuyết Marx Lenin. Và sự sụp đổ của Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ làm thay đổi căn bản cục diện chính trị khu vực Đông Nam Á cũng như khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo ông Lâm Văn Cường cho rằng, trong cái giai đoạn 1945 đến 1954, dưới cái chính thể của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khi đó, nằm trong vòng vây của thực dân Pháp, và trong giai đoạn đặc biệt khó khăn đó thì nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ đã lâm vào một cái thế mà tác giả Lâm Văn Cường cho rằng ở cái thế ngàn cân treo sợi tóc. Song dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Chí Minh cũng như Đảng Lao động Việt Nam khi đó thì nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã vượt qua sóng gió, qua các cái thách thức hiểm nghèo để họ tiếp tục phát triển. Và kết thúc cuộc chiến tranh năm 1954 bằng trận Điện Biên Phủ, và sau đó là Hiệp định Geneva chia cắt hai miền của đất nước. Và kể từ đó, thưa quý vị, sau hơn 40 năm tồn tại và phát triển chậm chạp, vào cuối những năm 20 của thế kỷ thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã đưa đất nước của họ vượt qua bốn cuộc chiến, đó là các cuộc chiến tranh giai đoạn 1945-1954, 1954-1975, và sau đó khi đất nước thống nhất một giải thì lại nổ ra cuộc chiến biên giới Tây Nam ngay lập tức, cũng như cuộc chiến biên giới phía Bắc. Và những cái cuộc chiến tranh đó liên miên kéo dài đã biến Việt Nam trở thành quốc gia thiếu đói, và sau giai đoạn thiếu đói đó bằng các cái thành tích về cải cách kinh tế thì Việt Nam đã trở thành một trong những cái nước xuất khẩu hàng đầu về nông sản, đó là gạo và cà phê. Đồng thời từ một nước với năng lực hải quân hạn chế thì Việt Nam trở nên có một cái hạm đội tàu ngầm, tàu chiến, và trở thành một cái thế lực quân sự đáng nể trong khu vực Đông Nam Á. Và theo tác giả Lâm Văn Cường cho rằng với một sức mạnh to lớn về quân sự, kinh tế thì nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được cho là đủ sức đương đầu với cái hệ thống của thế lực thù địch và có khả năng ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động hiếu chiến của chủ nghĩa đế quốc cũng như của người anh em Bắc Kinh để bảo vệ hòa bình khu vực và thế giới. Song theo tác giả Lâm Văn Cường, chế độ Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ khi họ đạt được những cái thành tích cao, và nó dẫn tới cái việc họ chủ quan khinh địch và đặc biệt họ coi thường nhân dân. Tại sao lại nói như vậy? Thì theo tác giả Lâm Văn Cường cho rằng đã có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn các cái bài viết, kể cả các cái công trình truyền khảo cũng như các cái sách lý giải về vấn đề vì sao Cộng sản Việt Nam sụp đổ. Và trong đó các cuốn sách của những người trong cuộc đưa ra là những cái lời giải có sức thuyết phục hơn cả. Vì thế, theo tác giả Lâm Văn Cường cho rằng bài viết này nhằm cung cấp một cái nhìn toàn cảnh về sự sụp đổ của Cộng sản Hà Nội. Thứ nhất, theo tác giả Lâm Văn Cường cho rằng chính quyền Cộng sản Hà Nội đã có những cái đóng góp hết sức to lớn vào sự phát triển của khu vực và thế giới. Theo đó, trong cái nửa sau của thế kỷ 20 thì cái phong trào Cộng sản quốc tế đã phát triển nhanh và mạnh, và nó bùng nổ trên toàn cầu.
Và chính nhờ sự tồn tại của hệ thống xã hội chủ nghĩa được cho là hùng mạnh, thì hàng trăm dân tộc bị nô dịch áp bức đã vùng lên làm các cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, và điều đó làm suy sụp cái chủ nghĩa thực dân cũ, đồng thời cũng làm thất bại cái chủ nghĩa thực dân mới. Và theo tác giả Lâm Văn Cương cho rằng, xét đến cùng thì sự hình thành và phát triển của phong trào không liên kết trước đây nó là thành quả của các cái cuộc cách mạng vô sản trên phạm vi toàn cầu, với một cái bộ máy tuyên truyền hùng hậu đảng, các đảng cộng sản cầm quyền ở các quốc gia. Họ đã mê hoặc hoặc lừa mị người dân rằng chủ nghĩa xã hội trên nhiều lĩnh vực cơ bản của đời sống tốt đẹp hơn, ưu việt hơn chủ nghĩa tư bản. Và thưa quý vị, cho đến nay, theo thống kê có ít nhất trên 50% người Việt Nam khi được hỏi ý kiến thì luôn luôn khẳng định chủ nghĩa xã hội có nhiều điều tích cực hơn là tiêu cực. Sầm một cái sự thật thật trớ trêu, thưa quý vị, chính các đảng cộng sản cầm quyền, mà kể cả đảng cộng sản Việt Nam cũng vậy, họ lại luôn luôn lo ngại sự mất quyền lãnh đạo. Và nếu quý vị biết rằng nếu những người cộng sản Hà Nội mà mất quyền lãnh đạo thì chắc chắn theo họ Việt Nam sẽ sụp đổ, mà không cần thông qua một cái cuộc chiến tranh với ngoại bang hay chủ nghĩa đế quốc cũng vậy. Và thực chất Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp và đặc biệt là các cái thành phần trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, cái việc người ta xa rời dân, họ đã trở thành các lãnh đạo tha hóa, tự đánh mất bản thân mình và làm cho chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay tự nó lung lay, chứ chẳng cần một cái tác nhân nào cả. Và chính những cái người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ đã thừa nhận cái điều đó, và đó là lý do vì sao trong vài năm trở lại đây, và đặc biệt là cái giai đoạn Đại hội Đảng 13, thì chúng ta luôn luôn thấy các cái luận điệu chống thế lực thù địch, phản động, vân vân và vân vân xuất hiện nhiều trên mặt báo. Và tất nhiên các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch thông qua cái gọi là chiến lược diễn biến hòa bình, mà họ cho rằng đó là một nguyên nhân cơ bản nhất làm cho Cộng sản Việt Nam sẽ sụp đổ. Song theo tác giả Lâm Văn Cương cho rằng đó không phải là nguyên nhân chính và cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, mà cần phải xem Đảng Cộng sản Việt Nam đã tha hóa và biến chất như thế nào. Đó mới là vấn đề nguyên nhân cũng như cái biện pháp nguy hiểm nhất. Theo tác giả Lâm Văn Cương cho rằng, sơ bộ có thể nêu ra một số cái biểu hiện lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam như sau. Thứ nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam họ đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng, và điều đó dẫn tới sự chia rẽ ngay trong nội bộ của họ giữa những cái đảng viên và tập thể ban lãnh đạo, và đi liền với đó là các cái bệnh độc đoán chuyên quyền, không chấp nhận những ý kiến khác biệt. Những cái người lãnh đạo cao cấp họ coi thường tập thể, họ coi thường cấp dưới, và họ tự cho mọi ý kiến của họ là chân lý, bắt buộc mọi người phải tuân theo. Và thậm chí họ coi những ai có ý kiến ngược lại đó là sự chống đối, thậm chí là thù địch. Và khi cần thiết bảo vệ cái uy của mình thì họ sẵn sàng đối xử với đồng chí, đồng đội như đối với kẻ thù. Và kết quả thì quý vị đã thấy trong sinh hoạt đảng thì các đảng viên hiện nay đã mất hết sinh khí, mất hết tính chiến đấu. Và việc sinh hoạt đảng bây giờ nó trở thành tẻ nhạt, khô cứng, độc thoại một chiều. Tức là lãnh đạo cứ nói, còn đảng viên nghe hay không họ không quan tâm. Và theo tác giả Lâm Văn Cơ, trong cái điều kiện đó thì nhiều đảng viên trung kiên trong sáng trong đảng và có tài năng thì không được trọng dụng. Xong họ cũng cố nín nhịn để tồn tại. Và ngược lại, những kẻ cơ hội nịnh bợ thì có điều kiện được thăng tiến vì họ đã lấy lòng lãnh đạo. Đó. Những cái vấn đề phân tích ở trên thì quý vị thấy tác giả Lâm Văn Cương có lẽ nhằm đến một cái nhân vật có tên là Nguyễn Phú Trọng, vì quý vị đã thấy những cái vấn đề những ai có ý kiến ngược lại thì coi họ là chống đối, thậm chí là ông Trọng cho là họ là những cái thế lực thù địch và họ sẵn sàng xử lý. Rồi là những cái chuyện ông Trọng trong cái vấn đề chỉ đạo các cái hội nghị, như quý vị đã thấy ông ấy nói một mình, ông nói tùy ý ông ấy, ông không quan tâm dưới cấp dưới, những người ngồi ở dưới người ta nghĩ gì về những lời phát biểu của ông ta. Và hơn nữa,
Tôi cho rằng tác giả Lê Văn Cương nói rất trúng, rất chuẩn khi cho rằng những cái người có tài, có đức, trong sáng thì không được trọng dụng. Còn những cái kẻ cơ hội nịnh bợ hay có tiền mua quan bán chức thì lại có những điều kiện được thăng tiến một cách nhanh chóng. Vấn đề ở đây chúng tôi không chỉ nói với các quý khán thính giả của KTV mà chúng tôi nói với các cái quan chức trong bộ máy lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, từ trung ương đến địa phương. Quý vị cần phải tự soi lại mình, quý vị là thuộc dạng nào. Trở lại cái phân tích của ông Lâm Văn Cường khi cho rằng Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, họ đã quan liêu xa rời thực tế và họ để mất quan hệ máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Đặc biệt là tệ quan liêu của các cái quan chức cũng như tổ chức Đảng ở Việt Nam hiện nay đã làm cho những cái người lãnh đạo cao cấp của Đảng, kể cả các cấp khác cũng vậy, họ xa rời thực tế, họ không có hiểu biết đúng đắn hiện trạng xã hội mà họ đang lãnh đạo quản lý. Thậm chí họ còn thờ ơ những cái trước những cái nguyện vọng chính đáng đòi hỏi của quần chúng. Thậm chí họ không có cảm xúc hay các cái phản ứng trước những lối thống khổ oan ức của số đông người đông người dân và kể cả một cái bộ phận đảng viên cũng như cán bộ công chức nhà nước. Vấn đề thứ ba, tác giả Lâm Văn Cường cho rằng những suy thoái về đạo đức lối sống của một số lãnh đạo cao cấp giữ vai trò chủ chốt trong với những cái biểu hiện nổi bật, cụ thể là sống ích kỷ, đặt lợi ích của bản thân, của gia đình và người thân của họ lên trên lợi ích của đảng, của nhân dân, thậm chí các cái hành động cùng bộ địa phương kéo bè kéo cánh để đưa những cái người thân tín của mình, kể cả những người yếu về năng lực, kém về mặt đạo đức lối sống vào những cái vị trí lãnh đạo cao cấp để làm vây cánh với cái mục đích duy nhất của họ không ngoài việc che chắn bảo vệ lẫn nhau, để tham mô sống xa hòa, nói một đằng làm một nẻo, cá biệt hơn, còn có những số tha hóa suy đổi về đạo đức cũng như lối sống. Thưa quý vị, trên đây là chúng tôi vừa giới thiệu những cái biểu hiện nổi bật chủ yếu về cái sự thoái hóa của một bộ phận không nhỏ các cái cán bộ đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh với quý vị đó là các cái cán bộ chủ chốt ở cấp cao. Và theo chúng tôi, chỉ khi nào cái sự thoái hóa biến chất diễn ra tại trung tâm quyền lực chức vụ, tức là Bộ Chính trị, nếu không được xử lý thì nó sẽ trở thành một cái nguy cơ to lớn đối với sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và theo chúng tôi cho rằng đó là đêm trước của cái sự tan rã cũng như sụp đổ. Và Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay chắc chắn họ sẽ đi theo con đường của đồng bào trước kia. Trở lại cái phát biểu của tác giả Lâm Văn Cường cho rằng thông thường các cái biểu hiện trên không tồn tại biệt lập mà luôn luôn song hành, có cái quan hệ với nhau, tác động lẫn nhau, có cái này làm tiền đề, điều kiện cho những cái kia tồn tại và phát triển. Song những cái biểu hiện suy thoái vừa kể không bỗng nhiên nó xuất hiện mà nó có một cái quá trình từ chớm nở như một cái ung nhọt nhỏ, rồi dần dần nó phát triển qua nhiều giai đoạn. Và những cái bệnh tật này lặng lẽ tích dồn liên tục trong nhiều tháng, nhiều năm, làm cho Đảng Cộng sản Hà Nội hiện nay họ mất sức chiến đấu và họ trở nên thiếu nhạy bén. Đó là lý do vì sao quý vị đã thấy họ không đưa ra được những cái đường lối hay quyết sách đúng đắn, khả thi để phát triển đất nước. Và một điều đáng chú ý đó là trong khi Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự có phân hóa rõ rệt, ngay trong ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những cái đảng viên giàu lên một cách nhanh chóng với 14, 15 sân sau, và họ có các cái đặc quyền đặc lợi, và đại bộ phận còn lại các đảng viên chân chính thì sống cái cuộc sống vẫn khó khăn. Chỉ có các cái đảng viên lãnh đạo thì mới giàu có lên một cách nhanh chóng. Và những cái cán bộ giàu có lên nhanh chóng với cái đồng tiền của họ thì họ có thể mua quan bán chức chạy quyền để leo lên các cái ghế quyền lực cấp cao. Đó là lý do họ trở thành những kẻ nói một đằng làm một nẻo. Trong cuộc họp thì họ nói khác, ở ngoài cuộc họp thì họ nghĩ khác. Đó là lý do theo tác giả Lâm Văn Cường cho rằng tính chiến đấu trong sinh hoạt của Đảng Cộng sản Việt Nam dần dần nguội lạnh và nhiều đảng viên trở nên thờ ơ trước các cái vấn đề chính trị của đảng.
kể cả những vấn đề liên quan đến vận mệnh của đất nước thì họ cũng coi như không. Và theo Nguyễn Phú Trọng cho rằng ông ta có thể chia gần 5 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam thành 4 loại. Thứ nhất đó là những cái đảng viên chân chính, những cái người không tham nhũng hối lộ vì người ta không có quyền lực trong tay, thường chiếm một cái tỷ lệ rất nhỏ trong đảng. Số lượng những người thực hiện chấp hành chỉ thị nghị quyết của đảng như một cái máy thì theo đánh giá của giới phân tích khoảng 95% trở lên. Và cái thành phần thứ ba đó là những kẻ cơ hội xu thời nịnh bợ xuất hiện đầy rẫy trong cái bộ máy lãnh đạo đảng cũng như bộ máy của công quyền. Và số còn lại là một cái số đông những người im lặng, phần lớn họ là những cái đảng viên có hiểu biết nhưng vì sợ bị trù dập nên họ giữ im lặng, không dám phát biểu. Ở đây chúng tôi muốn nhắc lại trường hợp ông Trần Xuân Bách, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Trung ương Đảng, giai đoạn 1986 đến 1990 đã phát biểu cho rằng hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại hai đảng trong đảng, một đảng của 20 triệu đảng viên bình thường và một đảng của những quan chức chóp bu trong hệ thống đảng nhà nước. Những đảng viên nắm quyền lực cấp cao thì ngày càng xa rời cách biệt với hàng triệu đảng viên bình thường, và số đảng viên này về thực chất họ không đại diện và bảo vệ lợi ích cho giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và những người lao động hay toàn thể dân tộc Việt Nam, mà họ chỉ tìm mọi cách bám giữ quyền lực vì lợi ích cá nhân của họ. Đó, quý vị thấy không ạ? Từ năm 1990, ông Trần Xuân Bách, ông đã phát biểu những cái điều mà đến hôm nay, quý vị hãy đặt ông Nguyễn Phú Trọng lên trên bàn cân, cũng như những cái cộng sự của ông Nguyễn Phú Trọng để quý vị soi rọi xem có đúng như ông Trần Xuân Bách nói về những cái đảng viên lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cách đây khoảng 30 năm. Và theo ông Trần Xuân Bách, do những cái bệnh tật mà tôi vừa kể thì đại bộ phận quần chúng nhân dân bây giờ họ sẽ giảm lòng tin đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thậm chí họ thờ ơ đối với những vấn đề chính trị trọng đại của đất nước, kể cả việc một số trông chờ và mong muốn có sự thay đổi, kể cả họ mong muốn Đảng Cộng sản Việt Nam nhanh chóng sụp đổ, vì họ cho rằng sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam mới mang lại một cái tương lai tươi sáng cho đất nước Việt Nam trong tương lai. Về các cái nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì theo tác giả Lâm Văn Cương cho rằng về cái hoạt động chống phá của các cái thế lực phản động quốc tế thì cho đến nay hoàn toàn không có đầy đủ thông tin cũng như các cái tư liệu để khẳng định là có điều đó. Vậy mà tại sao ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn nhấn mạnh và nhắc nhở các cái đảng viên của họ là tuyệt đối không được mơ hồ mất cảnh giác? Mà theo tác giả Lâm Văn Cường, cái gọi là cái nguyên nhân quan trọng nhất cần phải nhìn vào mặt trái của cái cơ chế thị trường. Và theo ông ta cho rằng là một nguyên nhân cơ bản. Nhưng tác giả Lâm Văn Cường cũng cho rằng nếu chúng ta quá nhấn mạnh cương điệu hóa về mặt trái của cơ chế thị trường thì cũng khó có thể giải thích những cái thoái hóa của các cái đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì cái thời mà gọi là kinh tế bao cấp thì chưa có kinh tế thị trường, thì các ông Lê Duẩn, Trường Chinh, v.v. họ cũng có những cái sai lầm cơ bản. Và theo tác giả Lâm Văn Cường cho rằng nếu nghiên cứu quá kỹ cái quá trình thoái hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam, kể cả những cái đảng cầm quyền rồi mất quyền, đó là các cái động cản cộng sản ở Liên Xô và các nước cộng sản Đông Âu trước kia, thì theo tác giả Lâm Văn Cường có hai vấn đề quan trọng. Đó là một, về mặt tổ chức thì trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của mình thì Đảng Cộng sản Việt Nam chưa xây dựng được một cái cơ chế hữu hiệu để đảm bảo dân chủ thực sự trong cái sinh hoạt của đảng. Và Đảng Cộng sản Việt Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong suốt quá trình hoạt động của họ. Ở đây chúng tôi cũng xin nhắc lại cái nguyên tắc tập trung dân chủ, đó là một cái nguyên tắc cơ bản của các cái đảng cộng sản hay theo cái xu hướng Marxist-Leninist, đó là cấp dưới phải phục tùng các quyết định của cấp trên theo một cái trục dọc, mà ban lãnh đạo cao nhất đó là Bộ Chính trị với sự dẫn dắt của Tổng Bí thư. Và theo chúng tôi, cái việc Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là những người đứng đầu đảng, vi phạm cái nguyên tắc tập trung dân chủ cũng như nguyên tắc dân chủ trong đảng, tức là mọi đảng viên đều bình đẳng trước điều lệ của đảng,
Thì theo chúng tôi, đây mới là nguồn gốc của mọi biểu hiện khác về sự thoái hóa trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó nó dẫn tới tình trạng quan liêu tha hóa về tư tưởng chính trị, thoái hóa về đạo đức lối sống, chia rẽ mất đoàn kết trong đảng. Và ở đây chúng tôi nhấn mạnh để quý vị thấy trong cái giai đoạn 10 năm làm Tổng Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng đã có những cái vi phạm nghiêm trọng trong cái vấn đề thực hiện đúng đủ khi những cái điều kiện của điều lệ đảng đã đề ra. Thậm chí ông Nguyễn Phú Trọng đã tự cho mình một cái quyền đứng trên tất cả. Đó là một cái vấn đề mà vi phạm nghiêm trọng nhất cái vấn đề dân chủ ở trong đảng. Thưa quý vị, dân chủ trong đảng hay ngoài đảng, nếu hiểu một cách đồ mồm nà và dễ hiểu thì chúng tôi xin nhắc với quý vị, nó không cái gì khác, đó là mọi người trong một tổ chức hay trong một cái xã hội thì phải bình đẳng. Đó là một cái điều hiểu đơn giản về cái vấn đề dân chủ. Chứ đừng nghĩ dân chủ có nghĩa là nó liên quan đến các cái vấn đề chính trị thì nó sẽ phức tạp, khó hiểu hơn. Nói tóm lại, thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam dưới các cái thời Tổng Bí thư trước đây, kể cả thời gần nhất đó là dưới cái sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng vậy, chưa bao giờ mà nó có cái chuyện mà xa rời với quần chúng nhân dân như hiện nay. Và xét đến cho cùng, cái việc thiếu dân chủ trong sinh hoạt nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam nên các cái cơ quan lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam họ hoàn toàn thiếu thông tin nhiều mặt về các cái vấn đề xã hội, đặc biệt là những vấn đề hệ trọng liên quan đến sự sinh tồn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và sự thiếu dân chủ trong đảng đã nên sinh hoạt đảng đã trở thành độc thoại một điều từ những người lãnh đạo, và thiếu hẳn những cái thông tin phản độ hồi từ cấp dưới, từ những cái đảng viên bình thường. Mà ở đây chúng ta hiểu đó là thiếu tính phản biện, tức là các cái lãnh đạo trong đảng ở các cấp người ta nói một chiều theo suy nghĩ của họ và không cho các cái đảng viên cấp dưới phản biện để tìm ra các cái giải pháp tốt hơn. Và sự thiếu dân chủ nên những cái đảng viên ưu tú, những người có tầm, có tầm, có trình độ, họ có những cảm nhận nhạy bén sắc sảo, thông minh, họ không có chỗ để trình bày các cái ý tưởng của họ. Và trong một cái tổ chức đảng như vậy, bộ tham mưu cao nhất là Bộ Chính trị cũng không đủ các cái thông tin nhiều chiều và toàn diện. Do đó, những cái quyết định về đường lối sách lược hay chúng ta gọi là các quyết sách của Đảng Cộng sản Việt Nam ở một cái tình trạng không phù hợp với thực tiễn, thậm chí là trái ngược với quy luật, ngược với hiện thực khách quan. Và thưa quý vị, phải chăng đó là một trong những nguyên nhân căn bản nhất dẫn đến cái tình trạng nghị quyết chỉ thị của Đảng Cộng sản Việt Nam rất nhiều, nhưng việc đưa những cái ý tưởng đó vào trong cuộc sống thì không thực hiện được. Và nếu chúng ta nói theo ngôn ngữ của y học, có nghĩa là thuốc thì rất nhiều để có thể trị bệnh cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng người ta không tìm ra được một cái loại thuốc đặc trị. Vì thế bệnh tình của Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ không suy giảm và nó ngày càng gia tăng và trầm trọng hơn. Ở đây chúng tôi cũng phải nói với quý vị, nói về cái vấn đề này nó liên quan đến nhiều cái kiến thức về chính trị, nhưng mà chúng tôi cũng phải nêu ra để quý vị thấy toàn cảnh cái tương lai sụp đổ, mà khẳng định là sự tự sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là một cái điều khó thể tránh khỏi nếu họ không khắc phục được. Và nếu họ cứ để tiếp tục cái tình trạng như hiện nay kéo dài thì sớm muộn sự thoái hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như sự thoái hóa của những ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay nó sẽ dẫn đến sự thoái hóa của hệ thống đảng và sự sụp đổ là một vấn đề tất yếu. Chúng ta hãy trở lại với cái vấn đề Đảng Cộng sản Việt Nam để chúng ta có thể hiểu rõ hơn cái vấn đề dân chủ ở trong đảng. Và quý vị đã biết nguyên tắc tập trung dân chủ là cái nguyên tắc cơ bản nhất và đại diện cho cái hệ thống Đảng Cộng sản các nước. Và điều này ở Việt Nam nó đã được ghi rõ trong điều lệ cũng như cương lĩnh. Và điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam qua nhiều lần thay đổi, song nó vẫn là một cái văn bản quy định rất chặt chẽ, rõ ràng, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi đảng viên. Vậy mà thưa quý vị, liên quan đến cái vấn đề nhân sự đại hội 13, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam đã quy định rất rõ trong cái việc Tổng Bí thư không được giữ nhiệm kỳ hai lần, quá hai lần liên tiếp.
Vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng đã hai lần trong cái cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đến bây giờ vẫn cố gắng níu kéo để ông ở lại một lần nữa, tức là phá quy định của điều lệ đảng. Đó là lý do các nhà phân tích cho rằng tại sao ban lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể là Bộ Chính trị, không ngăn chặn được những cái biến thái lệch lạc của Nguyễn Phú Trọng như vậy. Tại sao người ta không ngăn chặn được hành vi lạm quyền, lộng quyền của ông Nguyễn Phú Trọng? Và ở đây quý vị phải nhớ, đó là cái hệ quả của việc thiếu dân chủ trong đảng, và ngay trong nội tại của Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng không có một cái cơ chế giám sát quyền lực một cách hữu hiệu, đặc biệt là họ thiếu vắng một cái cơ chế giám sát hoạt động của Tổng Bí thư, của Bộ Chính trị. Và đó là vấn đề quan trọng, vì đó là nguồn gốc sinh ra cái tệ lạm quyền, lộng quyền của những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam. Và điều đó nó đã biến Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái xác thịt to lớn với số lượng đảng viên đến 5 triệu người nhưng không có hồn và mất sức sống. Và trên thực tế, như quý vị đã thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây không có lực lượng nào và không có cơ chế nào thực hiện việc giám sát, phản biện hoạt động của Tổng Bí thư hay của Bộ Chính trị. Và một nhóm nhỏ này có khi chỉ hơn 10 người, họ nắm quyền lực tối thượng trong đảng. Họ tự tung, họ tự tác, và nếu ai có ý kiến khác thì lập tức bị họ chụp cho cái mũ là chống đối, là phản động, là chống đảng, thậm chí tới mức họ quy vào thành phần phản bội chống đảng, chống tổ quốc. Và cũng do thiếu dân chủ trong sinh hoạt mà các thành viên trong tổ chức đảng có quan hệ với nhau hết sức lỏng lẻo, và Đảng Cộng sản Việt Nam đã mất hết sức sống, và tính chiến đấu của họ chỉ tồn tại ở trên nghị quyết. Và đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đa số các đảng viên Đảng Cộng sản hiện nay, họ nghĩ một đằng, họ phát biểu một nẻo. Họ không dám thể hiện chính kiến của mình, ngay cả đối với cái vấn đề liên quan đến sự sinh tồn của Đảng Cộng sản của họ. Vì thế, giới phân tích cho rằng, trước khi tàn rã mất quyền lãnh đạo, thì những người lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, họ vẫn luôn luôn mơ hồ và họ khẳng định sức chiến đấu của đảng họ. Và họ vẫn tuyên bố tuyệt đại bộ phận nhân dân ơn đảng, theo đảng, tin đảng, và tuyệt đối đa số đảng viên là tin cậy và trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị, chúng tôi cũng phải nhấn mạnh đó là nó còn có nhiều vấn đề thuộc về nguyên nhân cũng như các cái điều kiện làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là lực lượng lãnh đạo, trở nên thoái hóa và dẫn tới sự sụp đổ của cái đảng cầm quyền duy nhất ở Việt Nam hiện nay. Và theo chúng tôi cho rằng, có thể xem nó là nguồn gốc của mọi thoái hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng hay các cái đảng cầm quyền nói chung. Thưa quý vị, tóm lại, chúng tôi muốn khái quát để quý vị thấy có 3 vấn đề lớn cụ thể như sau. Thứ nhất là kể từ năm 1945 cho đến nay thì có thể phân kỳ. Thứ nhất là thế hệ cách mạng đầu tiên do Hồ Chí Minh lãnh đạo đã có những cái thành tích đưa đất nước đánh đuổi và lập lại hòa bình tại Việt Nam, và cái thế hệ lãnh đạo thứ hai do ông Lê Duẩn lãnh đạo đã thống nhất được Giang Sơn, và thế hệ lãnh đạo thứ ba ở Việt Nam đó là các Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, Bố Đỗ Mười hay các cái nhà lãnh đạo kiệt xuất khác như ông Võ Văn Kiệt, ông Lê Khả Phiêu. Họ là những người tham gia chiến tranh trong giai đoạn 1954 đến 1975, và họ đã đưa Việt Nam từ một nước thiếu đói trở thành một nước xuất khẩu gạo hàng đầu của thế giới. Xong đến thế hệ lãnh đạo thứ tư với hạt nhân là Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là nhiều Nguyễn Phú Trọng thì ít nếm trải qua thử thách của chiến tranh. Và chính cái thế hệ lãnh đạo thứ tư, nghĩa là thời của ông Nguyễn Phú Trọng, đã làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam đã tha hóa biến chất, và chưa có lúc nào nguy cơ sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam cao như lúc này. Và vấn đề thứ hai đó là cái thế hệ lãnh đạo thứ tư là hạt nhân hiện nay họ đang nắm trong tay mọi quyền lực và mọi nguồn lực của đất nước, nhưng họ không thuận theo lòng dân, họ không được nhân dân ủng hộ, nên giới phân tích thấy rằng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay họ đã đánh mất toàn bộ cơ đồ sự nghiệp, và cái chuyện họ bị lịch sử vứt họ vào sọt rác là một cái điều tất yếu không thể tránh khỏi. Ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh với quý vị một cái vấn đề quan trọng, đó là việc thâu tóm được mọi quyền lực
và mọi nguồn lực của quốc gia, nó không dễ. Tuy nhiên, nó không khó bằng việc nắm được lòng dân. Và những kẻ lãnh đạo không nắm được lòng dân thì họ sẽ bị thất bại ngay khi đang nắm quyền. Và đó là một chân lý bất biến. Vấn đề thứ ba là các đảng cộng sản đang cầm quyền và chưa cầm quyền cần phải rút ra được một cái bài học sự thất bại của Đảng Cộng sản Việt Nam từ sự tan rã của nhà nước để họ có thể vượt qua chính bản thân họ, với một điều kiện duy nhất, đó là họ luôn luôn phải vì hạnh phúc của nhân dân và sự hưng thịnh thịnh vượng của đất nước. Theo đó, một sai lầm và khiếm khuyết rất khó tránh nhưng không thực sự nguy hiểm. Một điều nguy hiểm nhất là không dám thừa nhận sai lầm, khuyết điểm, đặc biệt là không có quyết tâm chính trị để tránh những sai lầm cũng như khắc phục các khuyết điểm đó. Và đó là lý do tại sao ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay luôn luôn mang cái con ngáo ổ của gọi là thế lực thù địch ra để dọa người dân. Mà chắc chắn chúng tôi khẳng định với quý vị đó là một cái điều ảo tưởng mơ hồ. Thế thì xung quanh cái vấn đề thế lực thù địch ở đâu? Thì cái tác giả là luật sư Vũ Hữu Sự, một cái người mà có những cái bài viết rất mạnh mẽ liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải và vạch trần những vấn đề khiếm khuyết, thiếu sót cũng như ngu ngốc của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ông Nguyễn Hòa Bình, thì cho rằng không biết từ bao giờ câu thế lực thù địch đã trở thành một cái câu cửa miệng của tất cả các vị lãnh đạo to nhỏ từ xã phường đến trung ương. Những thằng đấu tranh chống ông bạn 16 chữ vàng 4 tốt chiếm Hoàng Sa, Trường Sa rồi đưa tàu vào xâm phạm lãnh hải của Việt Nam, đâm chìm tàu cá của ngư dân, vậy mà họ lại gọi những cái người chống lại ông bạn vàng 4 tốt là thế lực thù địch. Những thằng phản đối dự án luật đặc khu Vân Đồn, Phú Quốc, Vân Phòng cũng bị gọi là thế lực thù địch. Những thằng nói xấu đường sắt đô thị Cát Linh, Hà Đông. Những thằng phản đối cướp đất ở Thủ Thiêm, ở Lộc Hưng cũng gọi họ là thế lực thù địch. Những cái người nói sự thực về vụ Đồng Tâm, đưa các cái thông tin trung thực nhất về cái vụ án Đồng Tâm cũng bị gọi là thế lực thù địch. Rồi kể cả những người lên tiếng về cái vụ giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, trong đó kể cả các cái đại biểu quốc hội được cho là vì dân như Lê Thị Nga, Lưu Bình Nhưỡng, Trương Trọng Nghĩa cũng bị gọi là thế lực thù địch. Nói tóm lại, tất cả những ai cất tiếng nói cho sự chính nghĩa để cố gắng khôi phục sự công lý, đúng lòng dân nhưng trái với đảng thì tất cả đều là thế lực thù địch. Và bất kỳ ai tót được lên cái ghế lãnh đạo từ cấp xã, cấp phường cho đến tổng bí thư, họ tự nhiên mắc một cái chứng, đó là họ nhìn vào đâu cũng thấy thế lực thù địch. Thưa quý vị, chủ nghĩa xã hội là một hình thái xã hội tiên tiến tốt đẹp nhất, là đỉnh cao chói lọi của trí tuệ loài người, là một chế độ dân chủ gấp triệu lần chế độ tư bản. Nói như lời của nguyên phó chủ tịch nước bà Nguyễn Thị Doan. Nhưng dư luận xã hội đặt một cái câu hỏi: tại sao dưới chế độ tiên tiến nhất, tốt đẹp nhất, là đỉnh cao chói lọi của trí tuệ loài người, như những cái người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng nó đang hiện hữu ở Việt Nam hiện nay, có một cái nền dân chủ gấp triệu lần chế độ tư bản ấy, mà nó lại lắm cái thế lực thù địch thế? Và nếu bị rất nhiều thế lực thù địch ngăn cản chống phá, thì đến bao giờ đất nước Việt Nam mới vượt qua được cái thời kỳ quá độ để đi lên chủ nghĩa xã hội? Điều mà ông Nguyễn Phú Trọng cho là không biết đến hết thế kỷ này có thấy. Xong, một điều quan trọng đó là một cái câu hỏi được đặt ra là nếu chế độ của chúng ta thực sự là một chế độ tiên tiến tốt đẹp nhất, thực sự là đỉnh cao chói lọi của trí tuệ loài người, thực sự là chế độ dân chủ gấp triệu lần chế độ tư bản, thì làm gì có thế lực thù địch? Mà nếu có thì thế lực đó nó cũng nhanh chóng chết yểu, vì làm gì có lý do để nó tồn tại? Xã hội tốt đẹp như vậy mà chúng nó cứ tiếp tục bôi nhọ thì làm gì có đất sống? Và như quý vị đã biết, xưa này người ta chỉ thù địch với những cái chế độ lạc hậu, xấu xa, đó là những chế độ gọi là thiểu năng trí tuệ, độc tài, mất dân chủ, chứ ai lại đi thù địch với những cái chế độ tốt đẹp mà bằng vạn lần các chế độ tư bản xấu xa đó. Và theo tác giả Vũ Hữu Sự, cứ như những cái điều lãnh đạo Đảng Cộng sản họ nói ra như vậy thì thế lực thù địch có khắp nơi, nhưng tại sao mấy chục năm nay
Lực lượng công an ở Việt Nam là một cái lực lượng giỏi nhất thế giới, chẳng bắt được một tên thế lực thù địch nào, mà chỉ thấy tòa án ấn tội giết người lên những cái án oan, đó là Nguyễn Thành Chấn, Huỳnh Văn Nén hay mới đây là Hồ Duy Hải, hay tất cả những người đó họ đều là thế lực thù địch. Và người ta cho rằng cứ nhìn cách nhìn của Nguyễn Phú Trọng cũng như các cái người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thì e rằng sẽ có 90 triệu người dân sẽ trở thành thế lực thù địch của Đảng. Thưa quý vị, tuy không biết rõ tình hình mới trong chỉ thị của Bộ Chính trị cũng như các phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như thế nào, song có lẽ dư luận xã hội đã đoán được tình hình mới là những cái chuyển biến có thể xảy ra trong tâm tư của đảng viên cũng như quần chúng nhân dân trước, trong và sau Đại hội 13. Và mấy chục năm nay, như quý vị đã thấy, các đảng viên vẫn được hô hào là họ cần phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, với lý tưởng chủ nghĩa xã hội, đồng thời họ phải được huấn luyện và giáo dục căm thù tư bản giấy chết. Và cho đến nay, đã thấy Đảng Cộng sản Việt Nam ra sức vận động để Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp cận với Hoa Kỳ nhiều hơn, đó là việc tiếp cận với tên đế quốc đầu sỏ, thì đó mới là một cái vấn đề nghiêm trọng được gọi là diễn biến hòa bình. Điều đó ông Nguyễn Phú Trọng thừa biết và ông cũng đã phải thú nhận về sự mờ mịt và hoang tưởng của chủ nghĩa xã hội, và bản thân ông cũng biết rằng ngả sang Mỹ và theo mô hình của nước Mỹ là một điều bức bách, là một cái điều để đáp ứng những cái đòi hỏi trong cái việc phát triển kinh tế xã hội và đưa đất nước Việt Nam tiến lên. Và trong một cái tình trạng người đứng đầu đảng ăn nói bất nhất, trong khi công đổ cho thế lực thù địch do các cái tổ chức quốc tế cũng như từ cái hiểm họa từ nước Mỹ, vậy mà trong cái các cái cuộc viếng thăm Việt Nam như con thoi của các cái lãnh đạo, đặc biệt là giới quân sự Mỹ, thì người ta thấy rằng liệu có đảng viên nào còn có thể tin được vào những cái lời hô hào mà ông Trọng và đảng của ông luôn luôn mang những vấn đề đe dọa về cái ẩn họa của một thế lực thù địch. Có nghĩa là tình hình mới tới đây cũng có thể là những cái thay đổi sắp đến về đối tượng, cụ thể là thành phần cần phải đấu tranh chống lại, và đối tác, tức là thành phần hợp tác sau những cái phát biểu của ông Nguyễn Phú Trọng. Bởi vậy, nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống của lực lượng công an, thì ông Nguyễn Phú Trọng trước đây đã nhấn mạnh rằng đặc biệt cần phải có tư duy mới về xác định đối tượng, đối tác. Như thế có nghĩa là nguyên trạng sẽ bị thay đổi hay chuyển dịch, mà điều các cái lực lượng đấu tranh mà người ta gọi là thế lực thù địch không dại gì bỏ qua, thậm chí họ còn khai thác. Và tình hình mới cũng có thể là kết quả tác động giữa các thế lực thù địch, phản động, bọn cơ hội chính trị đang tìm cách cố tình gây mâu thuẫn cho một nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như chia rẽ sự đoàn kết thống nhất giữa đảng với nhân dân, giữa đảng với quân đội, để rồi làm rối loạn môi trường chính trị để dễ bề thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đảng. Đó là nội dung ông Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu. Và đây cũng là một tình trạng được cho là tương tự như Đảng Cộng sản Liên Xô trước đây, vào thời điểm trước khi họ tan rã, và được các cái nhà nghiên cứu của Đảng Cộng sản Việt Nam ghi chép để học tập và phòng chống. Như quý vị đã biết, Đảng Cộng sản Việt Nam rất kinh hoàng khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, và họ đã cố công nghiên cứu, học tập, phòng chống hiện tượng tương tự diễn ra đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, việc họ có phòng hay chống được hay không, nó lại là một chuyện khác. Hoặc ngay cả không bị động bất ngờ, thì liệu rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có khả năng chống đỡ những cái công việc được cho là đấu tranh ngay trong nội bộ của đảng họ và của quần chúng hay không, khi mọi điều kiện đã chín mùi? Thưa quý vị, Đảng Cộng sản Liên Xô khi sụp đổ có tới 20 triệu đảng viên vẫn còn đó, và tất cả các chi bộ đảng vẫn nguyên vẹn. Chỉ có một điều là không một đảng viên hay chi bộ đảng nào của Đảng Cộng sản Liên Xô muốn chống đỡ, và họ ngược lại có những mong muốn cho Đảng Cộng sản Liên Xô khi đó sụp đổ càng nhanh càng tốt. Khoan bản đến các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đương nhiệm trong thời gian qua bị ông Nguyễn Phú Trọng xử lý kỷ luật. Và nếu chỉ tính thành viên của Bộ Chính trị đương nhiệm bị chính ông Nguyễn Phú Trọng xử lý kỷ luật, đã là 3 trên tổng số 19 người. Và ai là người đã chọn những cái nhân vật vi phạm
như Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình. Và nếu Đảng Cộng sản Việt Nam giành quyền quy hoạch, sắp đặt nhân sự lãnh đạo trong cái hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trung ương đến địa phương của họ, tại sao Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là người đứng đầu đảng, không đứng ra để nhận trách nhiệm khi chọn nhầm những cái nhân vật đó? Và cuối cùng, những cái nhân vật đã bị kỷ luật, thậm chí bị tống giam, bỏ tù vì họ đã từng có những sai phạm nghiêm trọng trước khi được lựa chọn. Vậy ông Nguyễn Phú Trọng sẽ trả lời như thế nào với công luận về cái vấn đề lựa chọn nhân sự mà ông độc quyền thâu tóm? Nói tóm lại, thưa quý vị, chẳng lẽ các cá nhân lãnh đạo cao cấp ở Việt Nam, những người vì thể diện quốc gia mà đòi xác định trách nhiệm của viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội bà Nguyễn Thị Kim Ngân trong cái việc cho hàng chục người quá giang sang Nam Hàn, hoặc kể cả việc Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị đã tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trên đất Đức? Vậy những cái điều công luận hay dư luận quốc tế nêu ra mà được coi là xuyên tạc hay bôi nhọ hay sao, khi mà cả cái hệ thống Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay cùng ngậm tăm không thèm trả lời, chỉ trừng phạt răn đe những cái cá nhân dám thắc mắc cũng như góp ý, thì lúc nào Đảng Cộng sản Việt Nam với thực thi tăng cường thông tin chính thống kịp thời hơn? Như thế đã là điển hình của tình trạng cua cậy càng, cá cậy vầy, tự cao, tự đại, coi thường nhân dân, làm người dân mất lòng tin, xói mòn niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của đảng để xử lý hay chưa? Thưa quý vị, một câu chuyện mà chúng tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, song cũng cần phải nhắc lại, đó là một thuộc cấp từng hỏi Hitler trước đây rằng tại sao chúng ta luôn luôn phải thiết lập một kẻ thù ở bên ngoài và thổi phồng nó trong một thời gian dài. Thì Hitler, một cái nhà lãnh đạo nước Đức quốc xã, đã từ tốn trả lời khi cho rằng một kẻ thù bên ngoài biến mất thì người dân người ta sẽ phát hiện ra rằng chúng ta mới là kẻ thù thực sự của họ. Vì thế, theo chúng tôi, nếu xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục là nói lý được bất chấp thực tế, tiếp tục xem các đồng chí đồng bào như những kẻ đuôi điếc mù, không não, thì Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay họ vẫn cứ tiếp tục làm cái việc đả kích cái gọi là luân điệu xuyên tạc bôi nhọ, càng giống như Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay họ tự bôi nhọ và còn nhỏ hơn, vì họ đã nhỏ hết cả rồi, lấy chỗ nào chẳng đâu. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV liên quan đến cái nội dung thế lực thù địch và sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua đó, chúng tôi nhấn mạnh với quý vị, thế lực thù địch hoàn toàn không có, mà đó là các cái ý kiến phản biện với những cái mong muốn đất nước phát triển, dân tộc tự do và đất nước phồn vinh mà thôi. Chứ không, hoàn toàn không có những cái vấn đề như Đảng Cộng sản Việt Nam người ta tự bịa đặt ra để chống chế, để tạo nên những cái nguy cơ. Xong cái việc Đảng Cộng sản Việt Nam tha hóa, xa rời nhân dân là một cái điều không thể chối bỏ, và điều đó sẽ là các cái điều kiện tự chôn vùi Đảng Cộng sản Việt Nam và bản thân sự sụp đổ của họ là một vấn đề tất yếu không thể tránh khỏi. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm ngừng tại đây. Việt Thanh cùng toàn thể ban biên tập xin cảm ơn quý vị đã theo dõi đến phút cuối và đề nghị quý vị hãy chia sẻ các thông tin cũng như giới thiệu kênh KTV đến nhiều người khác, đặc biệt là giới trẻ và giới sinh viên được biết và cùng theo dõi. Một lần nữa xin cảm ơn và gửi lời chào, tạm biệt, bye bye quý vị.